xung đột armenia azerbaijan bao khu tung bằng chứng sự uav của đối thủ nga tuyên bố không bao giờ nói suông ngày 11 tháng 10, bộ quốc phòng azerbaijan thông báo trên twitter lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái uav của armenia gần thành phố trung tâm mingachiver bộ quốc phòng azerbaijan đã công bố video ghi lại vụ việc này được quay trong khoang chỉ huy của hệ thống phòng không tầm trung s 125 2 tm pokora 2 tm Bộ Quốc phòng Azerbaijan không cho biết danh tính loại UAV bị bắn rơi, được biết quân đội Armenia hiện đang vận hành một số máy bay không người lái sản xuất trong nước, chẳng hạn như UAV ARMI-55M. Trong bối cảnh Azerbaijan và Armenia cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, sự ổn định của cả Armenia lẫn Azerbaijan đều quan trọng đối với Nga, phát biểu trong chương trình của kênh truyền hình Russia 1, bà Zakharova nói, trước hết nga không cho phép mình dựa vào cảm xúc của các dân tộc các quốc gia và nhà nước thứ hai nga không bao giờ nói suông kể cả những lời lẽ hòa bình nhưng trống rỗng trong khi đó đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu joseph borrell đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những báo cáo vi phạm lệnh ngừng bắn tại vùng tranh chấp nagorno karabakh cùng ngày bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu âu của pháp clement bồn cho hay nước này một trong những đông chủ tịch của nhóm minsk thuộc tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu, OSCE đang phối hợp nỗ lực giải quyết cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh với EU, trả lời phỏng vấn Đài France Info, ông Bonn nói, lập trường của chúng tôi là kêu gọi chấm dứt hành động thù địch. Theo nhà ngoại giao Pháp, nước này duy trì liên lạc trực tiếp với cả hai bên xung đột là Armenia và Azerbaijan và với những nước liên quan gián tiếp trong vấn đề này, như Thổ Nhĩ Kỳ, ông nhấn mạnh, chúng tôi đang có những liên lạc này phối hợp với Đức và các nước châu Âu khác. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, nguồn tin bộ ngoại giao cho biết, ngoại trưởng nước này Mevlüt Cavusoglu đã điện đàm với người đồng cấp Azerbaijan, Jeyhun Biremov, phát biểu với các phóng viên, nguồn tin nêu rõ, hai ngoại trưởng đã thảo luận các vi phạm ngừng bắn của Armenia tại cuộc đàm phán do Nga làm trung gian và được tổ chức tại Moscow ngày 9 tháng 10, Azerbaijan và Armenia đã đồng ý ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn này có hiệu lực vào 12 giờ 0 phút địa phương ngày 10 tháng 10 vì lý do nhân đạo. Nhằm trao đổi tù binh và hoàn trả thi thể những người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, ngày tối ngày 10 tháng 10, các bên đã đổ lỗi cho nhau vi phạm ngừng bắn và nối lại các vụ bắn phá, theo AFP Sputnik Trader.